này có hái được chưa? Ở cái cây keo nó nhiều hả? Hàng không thuốc nên nó không mập cho lắm nha. Hàng chỉ được bơm. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này nhé, ngang cái video ngoài kia. Ok, cái intro sáng nay hơi ngái ngủ. Nhưng bởi vì đây là một cái video về một ngày của Tâm ở Mỹ, cho nên là để mà quay thực tế nhất có thể thì đây các bạn, mới vừa mở bắt dậy Tâm để nguyên như vậy quay luôn, rất thật rất mộc luôn nha mọi người. Bây giờ thực ra là cũng không phải là sớm đâu, mà Tâm đang vẫn còn bị jet lag. Bây giờ Tâm sẽ đi tắm rửa rồi đầu và đi ra sân bay đó một người anh. Hôm nay cả nhà Tâm đang đám cưới cũng vui lắm, tại vì nói chung là nhà đông đúc. À, hôm nay Tâm sẽ làm nông ở trong mặt nha. Đối diện nhà Tâm có một cái sân đá banh. Thì như hôm nay là có một cái trận thi đấu gì của mấy em nhỏ nhỏ nè. Tâm quay cho mọi người xem. Vui ha. Oh hello. Hello. Ủa, tức là qua tới đây vẫn gặp nhau luôn á hả? Rồi đi. Không, có gì vậy? Có gì vậy? Wow. Này là gì? Oh my god. Not for me. Hello. Còn một cái túi đồ nữa. Đậm quá mọi người ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nhà chưa đủ mập hả anh? Vì sao hả? Dạ, vì ramen. Ramen này ngon lắm. Ngon mà sao mua cái hai mập vậy? Thấy bon đủ ký rồi. Chào mừng mọi người đến với khu vườn. À không, muốn biết cái gì nhờ? Nông trại. Cái này có hái được chưa? Ở cái cây keo nó nhiều hả? Cải rổ. Đâu? Bẻ cái lá hả? Đây nè mọi người, cái này có cái ớt chuông nè. Cái này là cải, bắp cải tím đúng không? Bà cho bỏ vô. Để cái lá hả? Cái lá nó còn nhỏ lắm anh ơi. Còn non lắm. Non ăn mới đã đó. Thế nó còn non lắm, có nên hái không? Còn non và xanh lắm. Đây là gọi là gì? Bông cải. Là cứ hái từng cái gì hả? Tại vì cái loại này là nó cứ lên hoài thôi. Thay vì một cái là một cái bự phải không? Spinach được á, sao xin tối được. Nhìn cái chút éo nhưng mà nhiều loại quá nha. Cái vườn còn chút mà cái gì cũng có. Chỉ trồng những cái mà tụi nó ăn thôi. Cái dâu nữa nhưng mà trái dâu nó còn màu xanh. Màu xanh và non lắm. Mới thôi như đây là sao xin tối được rồi. Đâu còn tay đâu. Bên này. Đây, hái đi. Oh wow, quá trời. Thời thế tạo nông dân nha. Tại sao bây giờ bẻ nguyên khúc này đúng không anh? Hàng không thuốc nên nó không mập cho lắm nha. Hàng chỉ được bơm. Đấy, trọng gì đây vậy? Dưa leo. Oh wow. Đập dưa leo này. Cây dưa leo này. Dưa leo. À dưa leo là phải xay cái vàng đó hả? Người ta mới gọi là dưa leo. Oh. Đi Mỹ giờ thêm kiến thức quá trời. Oh. Có trái blackberry được hái nè. Có một trái chín kìa. Tay đúng không? Oh wow, này. Trái quá trời luôn á. Oh no. Ba phút mà không bứt được cái trái này luôn. Em hái được rồi mà xong. Em đang ăn kim. Mà còn tay rửa sao ta? Đặt cây luôn. Nhìn tốc độ rửa này chắc còn lâu lắm em mới được ăn cơm nè. Mình rửa không ấy, mình rửa ẩu được không? Em
mà rau đồ tươi đã quá ha, xanh lét luôn. Rau này chắc là mình có cần phải ngâm hay lại vô một chứ sợ đất cát luôn dữ quá. Đất cát cũng tốt mà. Từ đất cát mà. Không để bữa cửa đó. Dạ con có rồi, con xong rồi. Mẹ ơi cái này được 400 nè, mẹ uống được 2 ngày. Rồi có để cho ăn được không? Thì bỏ tủ lạnh thôi. Mẹ uống luôn vậy hả? Uống rót ly với mẹ, ngon không vậy? Ngon. Đồ vườn có khác. Cái này nữa. Con hái hoa nè. And I flew halfway around the world for 2 days just for your wedding. She has been one of the most constant people in my life. So much so that we joke around and say that I'm her second boyfriend. Tối mà mọi người thấy không? Còn nắng như kiểu mà 3 giờ chiều á. Rồi Tâm đang ở South Coast. Một cái chỗ shopping rất là tuyệt vời. Tâm đang ở trong Miu Miu. Đây là cái áo mới ra. Cái áo siêu bé. Siêu bé. What size is the smallest size for the hat? They either come in medium or large. So smallest is an S? Yes. Okay. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video này của Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.